Đông Nam Á nay đã đến Việt Nam. Bóp vụn, lắc đều, thưởng thức ngay. Thưa quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục tiếp theo trong vòng thi thứ hai. Và hãy cùng chào đón sự trở lại của hai mẹ con, mẹ Thúy An và con gái Kha Thi. Như là giám khảo rất là thích tiết mục này của hai mẹ con ở vòng thứ hai. Mẹ Thúy An ơi, dạ. Vô tới vòng 2 rồi, còn cảm giác mạnh không? Vô tới vòng 2 rồi mẹ cảm thấy cái cảm giác nó im im hơn tí. Bớt hồi hộp.
bớt run. Tức là bây giờ không còn là ở trên tàu lượn siêu tốc nữa phải không? Dạ đúng rồi. Tàu siêu tốc thôi ha. Dạ giờ cũng giống như là hai mẹ con đi dạo công viên. Ồ, nếu mà đi như đi dạo công viên thì có nghĩa là nó đã rất là thoải mái và êm ái rồi. Không còn lo lắng gì nữa phải không mẹ? Dạ cũng chưa, nếu mà được vòng nữa chắc là thoải mái hơn. Có một sự lòng gài hàng nhẹ. Chị Ly, cái này chị Ly nhận xét là hợp lý nhất ạ. Trời ơi, thực ra cái bài hát này nghe là thích cái từ đầu rồi. Nghe cái tên là thi bài Nhạc Nắng. Nhưng mà có điều một cái này chuyện vui thôi. Là lúc mà hai mẹ con đi ra đó, là Nghĩa có quay qua, Nghĩa nói gì nè: chết rồi, Nhạc Nắng mà hai cái áo dài đỏ quét gì chắc nắng nó nóng lắm. Cô thật sự là cũng thấy nó ngầu ngộ. Nhưng cái sắc thái trong giọng hát của hai mẹ con nó làm cho cái màu áo này nó tươi rực rỡ hơn nữa. Và nó tươi cái bài hát rất là nhiều. Mà thật sự ra trong bài hát này tự nhiên không biết Nghĩa sao chứ Ly bỗng thích chị mẹ vô cùng luôn. Em cũng thích chị thích mẹ lắm, hơn. Thích chị mẹ lắm. Mẹ hát bài này là tuyệt vời. Cô rất là khen thích mẹ rồi đó. Thích chị mẹ rồi đó. Cảm ơn cô. Chúc mừng hai mẹ con với vòng thi này nhé. Truy cập vào địa chỉ fanpage Mami Việt Nam để biết thêm chi tiết và đặt hàng nhé. Thank you.